chiếm xua bóng phôn bà nước mà ni nhằm hà bê linh nghị nhằm bài hà rì nơi bà nâng sắp sắp bài dịch tê bóng phôn khán đài bà mát ngay bà nước bê ni nhằm công hà thuê rầm ná tư bạc lại nằm bọn cỏ hóm bà đây là bà tư đặt dọc rụp hiếp bà tư đặt hiếp bà cổng cụp bè thị đà mà mạng chất chọn hình dọc xâm nạ bọn ôm chì bà rọt đặc sật nằm bọn cỏ hóm bà lấy đi là bọn cỏ hóm bà nằm bọn khăn bộ sàn chơi dương biên chùm đồn bì phùm mà lấy đằng sau là bì phùm thì tôi không tập bèng lần mùi tập bèng lần bì và hạt định này hai nơi không sắp đặt an đi đại dương kết thật chưa sắp đặt trong cõi và môn trong cõi hốt nơi ở vòng ram nơi ở đầm bon có hòm ở tới chưa đầm bon lương tôm rêu mới đầm bon lương quên đi cứ ở sai cho lưu bom ôn phục mai từ ngọc này hai bà chùa rùm từ ngọc này nằm bay tục cắt cầm ơi miên ca rị rị đại long và bắt to tiết và lấy riêng bàn cả bật tục dạ bê và màn sạp đà mong ní cứ và là phó cứ bàn thu sạp bài tràn và đầm bón đại là cả hôm xong là pinh nông khan bố sáng cháy và lấy những dân sau đây bì phùm đi và phùm bèng lần mũi nâng phùm bèng lần bì và bạch bón ní cứ bà cầm phong tài nơi là bình đất năng do sầm ná bà năng là bằng to sầm độc nơi ca chạm bạ sang bà chun bà bom ôn chia bờ rồi chia bom ôn cam co cam ca này là lần này là khăn bom ôn cam co nữa bà kia dừng chạm người ta người không rung chạm tay một đòn mà hay năng xôm dùm biệt bà đỏ bong bong lại thật nơi nông đầm bon cỏ hòm thằng o bà xôm rùi ruồn năng chênh mà vô sầm nạ và chênh mà vô sầm nạ thằng o khía đầm bay dùng đăng tha nơi nông đầm bon cỏ hòm dương đi và với chấm miên rồi mình với chấm miên đầm bay dùng Giêsu năng nông ca tam đan năng ca xoay dữ rộp và to tiết bạn ơi chung ngư cô bị đọc một bốn đi bà nâng làm bây dương nâng đạch nâng ngư cô bị đọc một bốn đi cứ chân bị khăn ông làm bọn khăn bố sàn chay bỏ dương rồi chia dữ rộm hoặc phốt ngư khăn ông bởi chia là chạc cam bởi chua dương mà đâm bây ơi bà bởi chia là chạc cam bởi chia bỏ dương nâng ai vừa là rộng tiếp đàm vinh cứ giải phép trong ca thuê đập nào giải phép trong ca bắt cò mốc đập bò mà chỉ bắt cam đập bò bằng bò rồi liền khuôn đây cái xôm và lực đòi bong 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 ôn nó đây từ dốc sầm nạ rư môi cò từ chạm bạ sang xôm bong bong ôn nó và khổ rụp xong một lúc nơi vì thiên là ca bay công bay ca pia bằng shop chuôn và nâng xong sắp từ tam ở ca này nôm nâng ca bảo ca bảo hả nhà thua nâng trông ca nghĩa đài thất nơi tí tăng thất nơi tí tăng đài vô sầm nạ rưu môi gọi tí tăng đài chạm bạc sang luôn và thì bố có mà dương cái miền là ca riêng chom và bỏ một trây rồi chưa trông ca nghe tay anh ta và riêng chom nơi ở miền sẽ đáp thân hộp nâng ở miền ca và chùm liệt cái này tay miền là bỏ một ôn chùm tôi với thằng này còn mình sơ sạp và cứ chong ta có chong chạm thân mấy là bán chạm môn những đó khó là bán chạm chẳng hãy xông công bảo rõm xong rồi bóng ôn ở nơi dục dũ người đang ở chia sẻ mà xong rồi chăm lại cũng đã đo chạm đo viên dương chạm thì chẳng hãy xong bóng ôn ở nơi tầm nẹ mà nẹ cứ pi mà nẹ tơ mà nẹ
cứ là xa đây cầm liệt bà riêng luôn mà bạn ơi lấy đi hả lấy đi ở dân đó là tích tăng là dân trời ở trong cụ pet mà trong cụ pet ở thị đá thì bạn là một trời phẩm pinh phê sạc cam và mà đó không nằm bằng cả hôm dân đi và to tiết đầm mây do sầm nạn mà ba sớm chụp điệp chú mình tách phong đá ba chụp bù hờ ca vô sầm nạ nơi bên này cứ tì tăng này thật nơi nông phùm tập em lăng muối ba là dân kia ta chia đầm bọn và hóm ba là dân sao là bị phùm nâng tìa như kia tập hiếp bên này xong kháng lời vì xây đi hai và ngày đấy cứ khlom khu pet ba thị đá của ban rịp chom mà cho mà vô sầm nạ ba đầm bay bình lực ở nơi khán ông ở lạc tập hiệp nơi đập bằng cửa hôm dưỡng đi xong mà chia sai xong mặt bê bẩn tích rồi ư dùng ập cho mình mò bởi Power on 3 Kipi mê nơi khán ông mến và mê nơi khán ông mê nơi khán ông chăng lan châu của giờ đấy châu tao đâu không này lan bỏ hết luôn bỏ lan phải lan hết luôn tao đâu không sờ lao hết không biết không mà biết không này ở châu luôn tao lan cái đó mà thông mấy thế lan được châu đây ok chăng này châu liền bà lấy đi dân thang rồi mấy nhỏ thang rồi đấy giờ bảo nó cô đang đây dân cứ tha bây giờ thử đa thả lời đi dân cứ thả xua công can nghĩ cứ khẳng nông tự lý đấy dân dân thua được na châu được nông tam to mà ấp thấy lưu dầm lé cho con này mà ở đây phải thân nôm dầm lé tí mình nhưng mà bà lấy đi dân mà trời mà đất dọc mà tật tập hiệp và nâng sông phía một nơi bom ôn và chia bộ đoạn và đối chia bom ôn cam co cam ca ở đây để thất nơi nông mà phun tập em lăng muối tập em lăng muối và chơi mà vô sầm nạ và tí tăng nơi chất nâng súp con plu và đây là phun tập em lăng muối và dùng về chạm tới cái lại tôi mục nâng sẽ là ăn lại chiếc style vế và b
bà đấy dương châu tam phải đi nè bom ô này nó tận nơi ở đầm bon đang khăng nguôi bà dụng đi cho sầm nã rồi hô đo mang đập pi dụng ấy nọ bà chẳng là bom ôn anh chưa anh tại dân cái ta dân thật là nông đầm bon cả hôm đi chẳng xong bom ôn là rồi luôn nè mà do sầm nã đầm bay ơi miền tụm nước chất bằng đỏ bong bồn đang ở khnía và dương nằm bay dương đang ở mình to rồi xong là sập đá đi nằm bay đánh đi ở đầm ăn có hôm đi ở tới chiều đầm ăn lương vinh và chẳng hay xong bong bồn mà rồi luôn chơi mà do sầm nạn nữa ai ca do sầm nạn đi phong đá bà bong ôn tơi tại mà do sầm nạn sấn đầm bay nghe xưa mà về là bong ôn được chạm bạn sang nghe xưa là bong ôn trên vi đầm bon của hôm máu bong ôn mang do sầm nạn hay thì nơi và sân thì bong ôn là toàn do sầm nạn đấy khi đang gặp chạm bạn sang hồi thế mà đi học xong thì chun bong ôn phải bàn chìm tuần đấy mà chắc là xong bong ôn mà do sầm nạn đó mà do sầm nạn sấn đầm bay nhưng đó là bên này dương rồi mà do sầm nặng ấy đo là lấy còn lại dương trong thật làm tụi đi sấn à lấy giờ mà đo thôi mà tí tăng đấy cả lấy đi nhưng mà vô sầm nát nơi ở phun mà tập ăn lăng muối mà đây là kia nó không là sắt nó không là băng cả hôm mà bông bốn lấy xong mà chia sai xong mình tích nhá bông bốn nhá ngày nay trong đồng miền po đồng miền mà phải mấy chuẩn bị chuẩn bông bốn trong xong giờ chơi camera và phát sân mà ba về nè lấy dương đại trương camera một tay sân là bao bồn á xong mà chia sai mà như
ានេះគឺបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរសាធិថ្មីផងដែរបាទគឺនៅពេលនេះគឺជាក្រុមទស្សនវិជ្ជាបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបាទធីតាបាទក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបាទធីតាដែលអញ្ជើញមកចំនឹងយកសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមបាទនេះគឺភូមិតំបន់ក្លឹង1បាទតំបន់ក្រហមនៅភូមិតំបន់ក្លឹង1ដើម្បីឲ្យយើងផ្ដាច់នៅការបើកនៅតំបន់ក្រហមនេះឡើងវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនជាមានมันមានការវិជ្ជមានបាទมันមានវិជ្ជមានកាន់តែកាន់ឡើងនោះទេនៅក្នុងបង្ហោបនេះបាទចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមបាទបាទរក្សានៅវិធានការបាទ3កុំ3ការពីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទដើម្បីយើងកាត់ផ្ដាច់នៃការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំជម្រាបជូនពីរបាយការណ៍ក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការយកសំណាក់ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរនៅថ្ងៃនេះបាទយើងអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 សរុបបាទគឺមានចំនួន20អ្នកបាទនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួន20នាក់បាទដែលឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្អូនជាតិនៅកាលនេះក៏ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងក៏ដូចជាបាទសង្កាត់សំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺវិជ្ជមានរហូតដល់7នាក់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទស្ថិតនៅភូមិពាំងធ្នងអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាកុំមានការធ្វេសប្រហែសឬមួយក៏ផ្លិចខ្លួនឲ្យសោះបាទពីព្រោះជំងឺ Covid-19 នេះមិនទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេប្រសិនបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសបាទយើងអាចផ្លិចនៅ Covid-19 បានតែជំងឺ Covid-19 នេះអាវីរុសមួយនេះមិនងាយមិនផ្លិចយើងទេបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទចូលរួមប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទកុំមានការធ្វេសប្រហែសអនុវត្តឲ្យបាននោះនៅវិធានការ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាបាទនេះបានបញ្ជាក់វិញរបស់ក្រុមគូពេទ្យបាទគឺនៅថ្ងៃនេះបានន័យថាការពិនិត្យសំណាក់នៅថ្ងៃនេះយកសំណាក់នៅថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើអនុវត្តគឺបានន័យថាយកសំណាក់ប្រភេទលឿនបាទគឺ Rapid Test បានន័យថារយៈ10នាទី5នាទីឡើងក្រោយមកឃើញវិជ្ជមានឬមិនវិជ្ជមានបាទបានសូមជម្រាបបាទចំពោះសូមជម្រាបជូនថាចំពោះទីតាំងដែលយើងត្រូវធ្វើដែលយើងធ្វើចាត់លេខស័កវិញបាទនេះវិជ្ជមានគឺយើងមានរហូតដល់20នាក់មកក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចំពោះការធ្វើទីតាំងកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើចាត់លេខស័កវិញបាទយើងមានចំនួនរហូតទៅដល់361ទីតាំងបាទ361ទីតាំងបាទបានន័យថាទាំងផ្ទះទាំងអាគារទាំងសាលាទាំងសន្តាគារបាទសរុបទាំងអស់ជាង300បាទជាង300ទីទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនណាបាទចំពោះទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចំពោះអ្នកធ្វើចាក់តលេសាក់នៅក្នុងខណ្ឌរបស់យើងនេះសរុបទៅគឺមាន4713នាក់ហើយបាទនេះការធ្វើចាក់តលេសាក់បាទទីតាំងហើយនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើចាក់តលេសាក់បាទសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺការយកសំណាក់នៅពេលនេះមិនទាន់មានបានបញ្ចប់ទេគឺយើងគិតថាពីព្រឹករហូតមកដល់ល្ងាចត្រឹមម៉ោងយើងគិតត្រឹមម៉ោង5បាទដែលយើងយកសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមបាទគឺទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារ K-Mall បាទកន្លែងម្ដុំពេទ្យឯករាជ្យបាទយើងយកសំណាក់ចំនួន700នាក់បាទគឺក្នុងនោះមានវិជ្ជមាន14នាក់បាទនេះការយកសំណាក់នៅថ្ងៃនេះគឺគិតចាប់ពីព្រឹកម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទគឺណាបាទនេះគឺការយកសំណាក់បាទលើកទី1បាទដែលស្ថិតនៅភូមិតំបន់ធ្នងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអមាញ់មិញនេះនៅក្នុងនោះយើងធ្វើសំណាក់បាទជា Rapid Test បាទឲ្យលឿនបាទចំនួន39នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតំបន់ធ្នងបាទ
គឺក្នុងនោះមានវិជ្ជមាន7នាក់អញ្ចឹងនៅទីតាំងកន្លែងនេះក៏យើងគិតថាជាតំបន់កោះហោមក៏យើងមិនប្រកាសថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយណាមួយរូបណាដែលមានវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានគ្រូពេកថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងដាក់មកយកដើម្បីឲ្យបានបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីយើងត្រូវបើកនៅតំបន់តើតំបន់នេះយើងត្រូវបើកនៅតំបន់លឿងទុំវិញឬមួយក៏នៅដែលក្រហមបន្តទៀតបាទសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅទូរលេខបាទនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានរហូតដល់ចំនួន11ទីតាំងបាទ11ទីតាំងក៏ប៉ុន្តែទីតាំងចំនួន2ដែលយើងត្រូវចាក់លើកទី1ក្រៅពីហ្នឹងគឺយើង9នេះគឺយើងផ្អាកគឺ9ទៀតហ្នឹងគឺយើងចាក់លើកទី2បាទបាទថ្ងៃនេះនឹងគឺយើងចាក់លើកទី1នឹងជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនឹងគឺនៅរោងចក្របាទរោងចក្រយូម៉ាបាទគឺយើងចាក់ថ្ងៃនេះបានចំនួនដល់320នាក់បាទនឹងស្ថិតនៅក្នុងបាទស្ថិតនៅក្នុងនេះសំកកាត់ទី2បាទនឹងមួយទៀតគឺទីតាំងមួយទៀតគឺនៅក្នុងភូមិតាពាំងខ្លាំងមួយដែរតែស្ថិតនៅក្នុងបាទតំបន់ ISI គឺយើងចាក់បាន2783នាក់បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1គឺតំបន់កោះហោមនេះហើយបាទទឹកមិញនេះបាទនេះសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាការចាក់លើកទី1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាក់លើកទី1យើងមានចំនួនតែ2ទីតាំងទេបាទសម្រាប់ចាក់លើកទី2បាទយើងមានចំនួនរហូតដល់9ទីតាំងបាទទីតាំងទី1គឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិ៍តុងវត្តតាំងកសាំងជើងសួនកណារិយាអគារបាទ36អានេះយើងពត់ខ្សែនេះបងណាបាទបងអគារ36និងភូមិគ្រឹះចាស់បាទតំបន់ខ្លងមួយបាទនេះថានៅចិត្តនៅកន្លែងខ្ញុំចូលមកមិញនេះបាទនឹងសាលាបឋមសិក្សាគូបញ្ជាន់ក៏យើងចាក់លើកទី2ដែរឥឡូវនេះយើងចាក់ដំណាក់កាលលើកទី2សិនបាទនេះយើងចាក់ដំណាក់កាលលើកទី2សិនបងប្អូនណាមិញដែរហើយសួរមិញណានៅគុកជាប់មានចាក់អត់ហ្នឹងគឺចាក់បាទគឺចាក់សម្រាប់ចាក់ដោះទី2បាទហើយក្នុងផ្សារលូនស៊ីធីមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី2ផ្លូវលេខ3នោះបាទនៅក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាកាសគឺបាទគេយើងចាក់លើកទី2ដែរណានៅមណ្ឌលសុខភាពសាមគ្គីក៏យើងមានចាក់លើកទី2និងវត្តអរុណបតីក៏យើងមានចាក់ដោះលើកទី2ដែរបាទក្នុងថ្ងៃនេះទាំងលើកទី1យើងចាក់សរុបបានចំនួន3103នាក់និងលើកទី2យើងចាក់បាន11394នាក់បាទអានេះគឺជាបទតទួលេខនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1និងដូសទី2តែអានឹងចំនួនទីតាំងដែលយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទប្រញាប់មកយកសំណាក់បាទឲ្យបានតន់ឲ្យបានតន់ពេលវេលាពីព្រោះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនដូចជាមិនសូវចង់យកសោះបាទមូលហេតុដោយសារគាត់គិតតែគាត់មានញឹកក្នុងគាត់ចង់តែយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅរឿងការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងហើយគាត់ភ្លេចបាទពេលតែចាក់គឺគេអត់ឲ្យចាក់ទេពេលពួកបងប្អូនដែលនៅក្នុងតំបន់កោះហោមបើមិនតន់បានយកសំណាក់ទេគឺគេពេលគេអត់ចាក់ទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រញាប់មកចាក់ណាបាAstrazeneca Astra 300 Astra 34បើនិយាយថាទីតាំងយើងគឺមានចាក់ Astra ហ្នឹងគឺមាននៅហើយប
cứ nơi mình đối xong tiếp phôi tông sang một kia năng người giờ thân sang một kia năng người phu một kia cha nó bao hơn mà và bên này ở ca chạm bạn sang đô tim môi nâng cứ dương miên từ tập pi ti tăng thế lời ní mà vừa đời xa dương ạ ạ sấn dương làm bây giờ độc chạm này đô tim pi ở hai sấn rồi hai bạn dương vừa từ tim môi mình chẳng hãy xôm dịp chút bóp ôn ha còn miên ca prui bỏ róm vẹp phần nhưng không ca chạm bạn sang và cứ bà rịa đặt tha bị bá là miên xâm lạch và hổ mục đặc nôm bà nông chiên là dụ đặng tây nông chiên này về đây chiên là chạm cam chiên bò dương cứ ban do kết tục đạn này bà cứ ban này là bác này dứt nia cá này cả chạm bạn sang đó là đầm bon nông khăn po san chơi bò dương đi cái đồ chơi đầm bon cả hôm đi group và chiên bò tầng ốc cứ mình ao miên này na mười rụm na đại mình ban chạm đầu tê mà bà nông để xong bom ôm chiên bò mà chiên xe cứ nông không phun tiếng pi này là sắt ở trong cắt trong chai tim muối này đây sắt nơi tại chia đầm bon của hôm này mà xôm bom ôm chia vật châu rùm đồng ao khnì và đầm bay ơi đầm bon dương phun từ vang lăng muối vang lăng pi này ơi về tới chia đầm bon lương tôm tới chỉ lương làng mình nè bà mình miên ca châu rùm bị bom ôm thế bà mình miên ca châu rùm thế bà cứ bom ôm năng anh đừng chụp tiệt hơi mà đầm bon của hôm đi cứ ai nơi chia đầm bon của hôm tiệt hơi bà sân nhập bom ôm mà miên ca châu rùm thì mà ba năng ngay bóng ôn năng ngay cứ thở tay sân mà bạn ơi dưng cho mà do sầm nạ sân nè chưa nghe sôi bóng ôm chìm luôn ngon thấy chưa uống dưng là sau pê là bỏ mát hai chiếc tí và đây tua lệ nâng thở ráng phen tí mây muối và sông ao hay cái sông chun po ao ở tầm bon tầm peang khlang dưng đi peang khlang muối peang khlang pi đi và prai khlai pi gohom ឲ្យ វា ទៅ ជា lương tum ba nang prai khlai pi lương tum ឲ្យ ទៅ ជា lương ba đambei ឲ្យ jeung bon bong bon tang os nang mien sat sarai phiep nong ka da ha nong ka thveu damnao nong ka thveu damnao nong ka ba prakop mok robor achivakam ba rieng rieng khluon ឲ្យ ទៅ ជា saphiep ទៅ saphiep ka ទៅ saphiep daam veng chang ឲ្យ som ba bong bon tang os ba bong chia cụ chia hai dương thời chặn mình ở đấy bà này giờ lấy giờ bắt to tiết và thì tiết đang nhâm chuẩn bị chun là qua miền mặt thèm tiết và thằng nào bỏ ôm chìm vào đó ok chắc đẹp bỏ ôm nhá ngồi vô máu lên căng đấy mà phun cái máu đó thì tăng đi bỏ ôm khơi này nơi hàng cối ăn tật và nơi vị phơi và vị sấy
bà tay dương này chỗ nó tam mình mến chỗ tam phơi ăn tắc ấy bà dương chỗ tam phơi tụi mũi tiết là nó khẳng cao bà phơi ăn tắc này anh ấy bom ôn tung là tiêm mà là không rupe là không càng nghe bà là bảo không rupe là bảo rupe thì đá là tiêm điệp chom nâng vô sầm nặng là pê bàn tay chân này là cái việc tung điệp chom ấy mà xong rồi đấy sau nghiệp chun ha ca điệp chom này cứ điệp chom này ca vô sầm nặng này cứ vô bà sầm nặng bà và phết lớn mà này là dừng lại bị té mà này là đập một tí thì em đập một tí cái đó thì dừng nên chơi như là tập hoa kèm rồi và sau những chun phong đại tha nơi bảy chục bàn đi và không khăn po san chơi và dừng đừng bàn cả hóm cứ dừng nơi ở lại tới chưa đừng bàn cả hóm cứ dừng nơi bên tập pi phum tế và tập pi cá bật tụt bây giờ pi là phần tập ra mà đi cứ đồng bằng cả hôm bảo chứ không khăn phố sàn chơi dương nằm bên tập pi cứ dương nơi sau là pi phun thế cứ phun tập bèn lăng muối nằm phun bèn lăng pi này hơi và tí tăng lấy giờ phun để cho sầm nặng đi cứ thật nơi phun tập bèn lăng muối và phun bèn lăng muối và khi chơi được trong khu vực càng muối bà này đã bom ôn khơi nhái từ đặc biệt nữa cứ bà này ra nơi càng cá ớt an tức bà an tức lâu bên sền và càng cá ở trong bom ôn ai chô tam chô và chô càng cá an tức mà mùi phơi và bom ôn xuôi Việt Nam nữa càng cối càng cá ớt nâng an tức và phơi an tức lâu bên sền cho bom ôn ai chơi mà đấy ní đại bom ôn cái ta mới còn đòn của do sầm nã là hốt đó là mang đập pi giúp ấy nó và ca do sầm nã là bắc công tupe thì đá cứ do là hốt đó mang đập pi giúp cho cái xôm bom ô đằng ở kia đại thất được trong đồng bon và cả hôm tháng pi phum đi xôm người ta rủ rón nâng mà do sầm nã ban công cuộc kia và đồng bây dân đăng ca đồng ở prai khai pi đồng bon lương đi ấy đồng bon cả hôm mới đi ai tới chia đồng bon lương túm rồi mới còn lương và được trong pi là đồng nã cá bắc tup trong cày đi và sạp đá trong cày đi hay bà sân chị bom ôn mình miễn ca chú luôn thế hay mình miễn ca prong và giặt thế bom ôn ai nằm và cho mình ca bất giặt pe bom pơ ngay và to thế đây bà mua tiết đấy bà không chưa được ca đi trong mặt của sôm chuẩn bị chun đó bom ôn bà đài chia ở chi và cọp xá tiếng o bà kiểm soát được chuyện nơi mục xa Canada giá xa Canada giá phơi bình sướng và xa cả đá đại thật nơi cả cà pí xa sân chơi và xa xây phế tiết kẹp con nhiều mối xa cứ trời bán ham khọt và trời bán bất mình đỏ son sấn cứ xong mọi bom ôn và miền ca châu rúm bất cầm áp lực luôn và chân hai đồng mạng cái riêng xa cái riêng trời bán bật sấn bị pro chống mới covid bên nơi tập kia năng tầng o và sân địa bom ôn miền ca tập phê và hết với ai bà châu xa thì biết biết cứ ai miền ca làm tu lang thiết tới chia làm bắn của hòm thiết cứ bom ôn đang bị bạn và to thế này mà chẳng hay xong rồi bom ôn châu và giặt tầng ngon khné mà châu rúm hay và giặt tầng ngon khné hay làm lại cái này bà sân địa bom ôn đây bà mình sẽ đạp tới và bom ôn là mình bom ôn mình miền ca đáp từ tam ở nhà thua và bà ca nâng này nòm thế bom ôn phải chôm nâng ca đỏ hốt và bom ôn phải chôm ai và phải chôm nâng ca đỏ hốt đôi chỉ bằng mình chứng và thấy sai nít chưa là thua phải to tiết và sân chơi bom ôn đây là mình đáp mà thì pro ban này là bom ôn mình ban châu rùm chỉ mui nâng ở nhà thua bom ôn mình ban châu rùm và bom ôn mình ban châu rùm chỉ mui nâng ca bây giờ bật sáng và chẳng hạn sông bong bóng công kích tay vì pho bỏ dao này ca lụt đô là bong bóng và mà chẳng nói tôi muối đại thưa ai hay thưa ai rồi và miên ca riêng đa là người chẳng nói đi làng vĩnh cứ bụi dương chồng chia nhà thua đại to su bây giờ bật sáng dạ phê bản mát sạp đa mà hơi bong bóng cái đấy bị khai chiến ấy và cuộc nhóm mình ai nơi cho mưa ai bom ôn phơi chẳng này
ហើយមិនអាចឈរមើលឲ្យបងប្អូនបំអើយបំផ្លាញទេគឺត្រូវរៀបចំសិនណាបាទយើងត្រូវរៀបចំអនុវត្តសិនហើយបាទចំពោះនៅបងប្អូនដែលមានការលក់ដូរដែលគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់បាទទៅពេលនេះគឺក្រុមការងាររបស់គ្រូពេទ្យធីតាបានជួយបានមកដល់ទៀតហើយបាទហើយសម្ភារៈដែលត្រូវរៀបចំពិនិត្យយកសំណាក់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនឹងរៀបចំដើមនៅពេលឥឡូវនេះហើយចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមេត្តាចូលរួមបាទចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនមកលំបាកនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយប្រហែលថ្ងៃនេះបាទដើម្បីយើងបានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងការដើរហើរទាំងអស់ហើយនឹងមួយទៀតបាទសូមបងប្អូនបាទកុំភ្លេចណាបំរាមគូចរយើងនៅដដែលបាទបំរាមគូចរគឺនៅដដែលអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនបាទយកឲ្យមក8 87ជាងនេះគឺមុំត្រូវចូលផ្ទះចូលផ្ទះហើយបាទថាធ្វើចរាចរនៅលើដល់ផ្លូវគឺក្រុមការសមាគមគឺគាត់នឹងការមានការឲ្យខ្វាត់នឹងដកហូតហើយនៅខាងកើតអាងទឹកបាទបងប្អូនឃើញនៅទិដ្ឋភាពនេះឃើញពីលើហ្នឹងគឺអាងទឹកអីបាទគឺនៅខាងកើតបាទផ្លូវអាងទឹកវិញស្រេងបាទបងប្អូនចូលមកខាងក្នុងមកមានផ្លូវមួយខាងកើតហ្នឹងខាងកើតអាងទឹកហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមកគឺដែលមានដំណងចង់មកយកសំណាក់បាទបងប្អូនអាចមកយកបានស្ថិតនៅទីតាំងនៅទីនេះយើងយករហូតដល់ម៉ោង12ណោះបាទគិតដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទសម្រាប់ឲ្យចូលបាទយើងហៅក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាដែលមកយកសំណាក់នៅពេលនេះបាទយើងរួមគ្នាណាបងប្អូនណាយើងរួមគ្នាព្រោះដើម្បីឲ្យយើងតំបងក្រហមយើងនៅសល់12ភូមិនឹងទៀតទេបាទយើងនឹងផ្ដាច់តំបន់ឲ្យពណ៌ក្រហមនេះឲ្យវាទៅពណ៌លឿងវិញបាទណាបងប្អូនណាយើងរួមគ្នាអាដោយសារយើងលំបាកយើងលំបាកមកយូរហើយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យលំបាកតទៀតណាយើងកុំឲ្យមានការលំបាកបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលរួមថាលំបាកបន្តិចទៀតណារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះយើងនឹងឲ្យប្រែខ្លាយពីតំបន់នេះអឺក្រហមឲ្យទៅជាលឿងទុំឬមកទៅជាលឿងបាទកន្លែងលឿងឲ្យទៅដាច់បាទកន្លែងលឿងទុំឲ្យទៅមកពណ៌លឿងបាទដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងលំបាកតិចទៀតណាបន្តិចទៀតទេបាទសូមជម្រាបជូនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារអីយើងលំបាកមករយៈមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងបាទឥឡូវនេះយើងនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងផុតហើយបាទបងប្អូនខាងកើតអាងទឹកវិញស្រេងបាទចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជាប្រធានទាំងអស់គ្នាផងដែរណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាអាជីវករផ្សារបាទសូមយើងមិនចង់ឲ្យមានបងប្អូនយើងមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ដកហូតនៅសម្ភារៈរបស់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនស្ដាប់ទៅតាមការណែនាំស្ដាប់ទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរណាបាទអញ្ចឹងជុំបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគិតថាជាការលក់ដូរបងប្អូនលក់ដូរគឺជារបររបស់បងប្អូនបាទតែបងប្អូនក៏ត្រូវគិតថាអ្នកណាខ្លះដែលមានវិជ្ជមាននៅកូវីដអ្នកណាខ្លះដែលមិនមានបងប្អូនអាចមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានអាជ្ញាធរបាទគឺបានដាក់សាលារាជធានីបានដាក់បំរាមនៅការបិទផ្សារបាទបន្តអសន្នសិនក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍នេះទៀតបាទលោកដល់ថ្ងៃទី19បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមបន្តិចទៅណាយើងនឹងចិត្តចាប់បានចប់ហើយកូវីដនេះបើសិនមិនមានការចូលរួមពីបងប្អូនទេយើងនឹងអាចមានបន្តទៀតហើយបាទនេះគឺលើអាស្រ័យលើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការចូលរួមបាទបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងដែលមានលេខ1បាទដាក់លើក្រែ1ដាក់ឲ្យដល់
bom ôn là sao chia sẻ như ngày này bà đòi mình cà phê phải hay bà cứ phun đôi sạc sầm rong cống cứ tăng pì cà tu nơi bệnh tật mà phay cùng phe năng máu á bà vì bệnh tật mà phay cùng phe năng máu sạc sầm rong cống cứ mần miên bà mần miên tới chia đầm bon lương tung đi kia tận bon lương này là sạc sầm rong cống cả lấy ní đòi pì miên cà phê luôn trong ngày ní và trong ngày ní còn thưa tê ông ôn kết mới còn bà dân thưa tê sam sập dân thưa tê chấm nón sam sập phẩm bốn nè với chấm miên đo phẩm pơ nè cho phẩm pơ nè nưng ta quạt tới chấm lo nè na và to tiền bà sân chỉ nông phun mà quạt để miên phết thật na khang một nưng quạt mà thưa tê nưng quạt miên với chấm miên này ta quạt bàn xong pi cái lại nà máu hai quạt bàn đào tới cái lại nà khác nữa à lấy dân đòi sao dân thưa tay năng hói đòi sao miên mình nè đại với chồng miến chứ dân thưa tay năng không là đầm bon bọc quạt nắng thu mà tập ăn thân nung nắng cắt làm đầm cào nắng thưa tay nông nè lại bắt qua lại với giáo nè ấy nắng cứ sang thập phẩm bốn nè chân dân lo khơi với chồng miến đo phẩm phơi nè mà như vậy gọi là cả click luôn mà khạp click luôn cả thuê phải hay bà đời cái tháng bàn dương sưng ấp ơi bà chẳng bàn hai dâm xôn như ta chồng ngư Covid đọc buồn đi mà mình plích dương tì và dương át plích viết bàn tại vì mình plích dương tì bà sân chỉ dương mình bên ca bia ăn trông mà giá đại bàn trầm trời bà bà đấy là pin đi, bà con cứ pet bà na rip chom hỏi, chẳng ai dương cứ pet bà rip chom hỏi, nè, không phải là bà dương to hơn, nè. Chúng bọn ôn cũng là mình ca phối bà rắm nhưng nâng do sầm nạn này ở nghĩa đi nếu kêu là đo màu tập phi dục ấy nó và chẳng là bọn ôn là cực cung là chắc sẵn tam ca lại đi sau bọn ôn trời ai xe ưu mùi gò bạp đó là mất thẹp bọn ôn như là chất nâng nó bọn dưới nè trong trái mũi nè và đó bọn ôn như là chất nâng là phun tập lăng mũi đi mà chơi mà chạy mờ do sầm nạn mà đấy ba là cúp nia và lớp bên này nhằm cặp phong này bảo mượn an nơi cầm bắn bỏ bóng ổn rồi mấy mấy dân chụp đẹp chùn này chẳng hay dân ở toàn xoay năng cầm bắn bỏ bóng ổn này không thấy mình biết là nào mà nè mới chụp đẹp thì thằng này bà ổ quân không khơm cái đợt bọn này ổ thu cái là mấy ổ thu cái xong rồi ổ thì tăng ở lớn nơi đầm bắn đi được không pin đi cặp phong là vô sản lại đi xong cũng oi miên với chùm miên mà heo heo bài bà lấy niềm sơ miên cảm ơn bà bom ô đây bà chân sâu nhiệt tha đấy là bom ô học căn ở trà này bà lấy cái công cụ pet của bông là nhọc tay nhọc chuyên này là bông bánh mấy những ban bánh nơi nam sầm lạp mê ru nơi không phải ở bên này rồi hậu rồi hai đài
Ba. Nào ở chỗ ấy, áo mà. Ừ hả? Ủa ấy, ấy qua tới chân kia rút rồi. Tiếng off phần màn bông, tiếng off. Tiếng off, ớt toàn. Tiếng off nóng ớt toàn vô lấy tay nhầm xoay cắt đó nha. Và tiếng off thì gì đấy, cứ bà đây là dư ngập bông cái bọc cắt. À lời này bông ôn ngập bông này mò bà đà hơi. Và bà dư ngập bà đà bà đà hơi. Cứ mò tròn, chẳng hơi chùm nuôn phần màn. Mình ớt toàn đăng tế, bà cứ đò mong đọc bia. Bà dù mà nhưng mình chọc đi ca vô xâm nạ. Tôi mình rui bom ôn nơi bên nơi hang tập bang khăng pi bom ôn mời mình bay chờ mà hang này tê sai chứ bom ôn ai chơi từ vô nơi không ở Canada nè bom ôn và long long mà bị hang tập bang khăng pi bằng chân miền bắc ra chân ra dương ở chân mà kẹt ở chân và cửa sau mà chia sai bom ôn á cứ dương nơi vô nẹt rồi không cặp bèn khăng pí ban đây là được khăng nó khăng khăng chương phơi nơi khăng chương phơi ở bông phôi ai nhận vô được cana già nó sai bà lấy dương đi ban đây là dục đi dương thì vô được trong khăng bèn khăng mui ở đây thì ở tới bèn khăng mui bông phôi ai lại thích được trong bèn khăng mui cứ bông phôi mau mau làm món đi mà ở toàn đăng thế bông phôi toàn đăng ตัวนี้ ตัวพี่ตัวมาตัวพี่เอ้ยไอ้เจ๊ได้อยากบกบกเวลานู้นเวลานู้นเจ๊เจ๊หน่อยมาโจมาหน่อยตัวช่วยมือนักแข่งมาช่วยมือนักแข่งมาเรียบร้อยนะแข่งมาแข่งมาก็แข่งเนาะบกเตอร์จังเอาเป็ดอ่ะเนาะบ้าแต่แปลงพลังบ้วนอะไรเจ๊แปลงพลังบ้วนมาคือลำบอลให้ได้ลำบอลโจลำบอลสะบัดเพียบมวยให้มา Sao rồi mới hả?